Xin chào mọi người. Clip Dynamo này mình sẽ nói về một vấn đề rất thường được ứng dụng, đó là đưa một cái legend có tên mình chỉ định vào trong nhiều cái tờ giấy khác nhau. Thì ở đây á, là mình sẽ lấy ví dụ với một cái công trình nhỏ thôi. Mình sẽ đưa cái legend có cái tên là chú thích đèn hai này vào trong tất cả những cái bản vẽ có tên là mặt bằng trần. Ở đây cũng mười mấy tờ. Nếu bình thường thì bạn nắm bạn kéo từng cái từng cái từng cái vậy đó. Thì ở đây thì mình sẽ thử dùng Dynamo. Rồi, mình sẽ mở một cái Dynamo mới lên và mình sẽ chuyển cái này về manual. Ok, trước tiên mình sẽ nói về backkit một chút. Các bạn vào menu backkit. Thì ở đây mình sẽ dùng hai backkit. Thứ nhất là Archilab và thứ hai là Rhythm. Đây, RHYTHM và Archilab. Rồi các bạn xem những cái clip trước thì các bạn cũng thấy những cái backkit này mình rất là thường dùng rồi. Đầu tiên á là mình sẽ lấy là categories. Ok. Cái này sẽ là switch. Đã bấm chữ S cho nhanh rồi lăn xuống đây. Rồi, tìm cái on element of category. Nó bay mất rồi, đây, bấm hai chuột để tìm nó lại. On element of category. Ok. Rồi sau đó mình đã lấy được tất cả những cái switch rồi thì mình sẽ dùng filter bubble mask để mình lọc ra. Ở đây. Và điều kiện của nó là mình lọc theo tên element name. Sau này nếu như các bạn muốn lọc theo những cái điều kiện khác, ví dụ number chẳng hạn, switch number thì cứ cứ việc chọn thôi. Rồi ở đây thì mình sẽ vừa bấm hai dấu bằng để mà tìm chính xác cái tên luôn, và đây là nói vào. Tiếp theo là mình sẽ dùng cái này, nó có tên là mặt bằng trần. Rồi, copy luôn. Ok. Bấm hai chuột mở code block, Ctrl V vào, mở ngoặc, đóng ngoặc kép. Thế thôi. Có những cái cách khác để các bạn đưa vào. Các bạn cũng có thể dùng là number, các bạn cũng có thể viết từng cái number ra cũng chẳng sao. Cái này thì tùy thôi nha. Cái đây là cái cách chọn rồi. Các bạn phải phải nắm được cái vấn đề này. Vào như vậy. Rồi ở đây là một cái word nữa. Đó, như vậy là mình đã lấy được tất cả những cái tờ giấy đang để cần đưa rồi. Thế thôi. Rồi mình đã bấm run chạy thử đó. Tiếp theo là nhiệm vụ của mình đó là sẽ lấy cái legend. Legend thì cái này là view type của Archilab và get by type cũng của Archilab luôn. Ok. Đó, cái này là bạn phải cài backkit mới có thêm được. Rồi lấy legend. Legend. Nhưng ở đây schedule cũng để vào giống y hệt vậy luôn, không khác gì hết. Rồi bây giờ thì mình cũng giống như cũ nha, Ctrl C cái này xuống, Ctrl C nguyên cái nhóm này xuống, Ctrl C rồi Ctrl V. Ok, rồi đổi cái này thôi, đổi cái này thôi. Mình cũng filter by bubble mask giống vậy đó. Rồi ok, cái này mặt bằng trần. Còn cái trên mặt bằng trần, còn cái này mình sẽ đổi cái không nội dung lại. Mình đưa cái gì? Đưa hình chú thích đèn M2. Mình Ctrl C. Rồi, Ctrl C cái tên đó. Rồi mình qua Dynamo đổi cái này lại thôi. Đó, rất đơn giản. Như vậy là mình đã lấy được đúng cái y cái này legend. Không phải cái report kia. Ok. Như vậy là sau cái bước thứ hai này nè là mình đã lấy được cái license rồi. Bây giờ thì mình sẽ có một cái list cycle đây, các bạn đánh chữ cycle vào. Rồi và cái số lượng của nó đúng bằng cái số lượng của anh này luôn, thì để đúng bằng thì bạn phải count là đếm. Rồi nó sẽ đếm cái số này, nó ra số 14 đó. Nhưng mà sẽ cho bạn phải cho nó đếm thôi. Các bạn nhập số 14 là phiền lắm. Và cuối cùng là mình sẽ lấy cái node của nó. Đó là view board create. Rồi cái này của Rhythm nè. Cái này nó sẽ cần đưa cái thông tin gì đây? Cái này là những cái switch nè. Cái này là những cái bản vẽ nè. Đó. Và bản vẽ này nè, nó sẽ ngập cái này thành 14 lần. Từ cái license mà kênh chú thích đèn hay lập thành bằng số lượng này nè. Và cuối cùng là location. Location thì ở đây thì mình sẽ ví dụ như thế này.
đó là mình sẽ đưa những cái point vào, những cái điểm tọa độ vào. Thì ở đây là point, point đây, point by coordinate. Ở đây thì tờ giấy thì hai mặt thôi, hai tờ hai hoành với tung thôi. Rồi một cái mình cho bằng không đi, còn cái kia thì để mình chọn một số, ví dụ là thôi bằng không luôn đi cho nó lành. Ok rồi, tương tự như vậy đó, là mình cũng anh này nè, Ctrl C xuống đây, Ctrl V this cycle. Rồi đây nè, rồi thằng này mới đưa vào đây, bạn hiểu ý không? Là bây giờ mình có một điểm nè, từ một điểm mình tạo ra 14 điểm ở đây, là tạo ra cái số lượng điểm bằng số tờ giấy vậy thôi. Rồi cuối cùng à, chạy ok qua kiểm tra rồi anh. Rồi các bạn thấy nè, trước nè nó chưa đưa vào nè, bấm sau nè, mỗi tờ nó đều đưa vào hết và nó đưa vào đúng vị trí luôn, cũng không đúng lắm. Vậy thì để đúng vị trí thì các bạn có thể như thế này, kiểm tra cái này coi, cái này thêm 60 mấy nữa, rồi cái này coi, cái này thêm nhiêu nữa. Ok rồi bạn vào đây nè, bạn sửa hai cái số này lại rằng để cho nó đúng vị trí. Như vậy là cái việc mà đưa cái lesson vào những cái tờ giấy khác nhau nó rất là đơn giản, và các bạn có thể thử cái điều này ở nhà. Nếu như các bạn muốn, các bạn có thể sử dụng schedule vào nhiều cái tờ giấy khác nhau, có cách dùng cũng đơn giản như vậy. Ngoài ra nó còn rất là nhiều cái ứng dụng khác của cái note này của Rhythm. Hôm rồi á, hôm tuần rồi đó, là mình có viết những cái dynamo để mà xử lý những cái bảng thống kê của một của rất là nhiều phòng, cũng mấy chục phòng luôn, rồi đưa vào cùng một tờ giấy và đúng vị trí, đúng số thứ tự luôn. Thì mình cũng dùng cái note này của Rhythm nè. Những cái trò đó nói chung là nó tiết kiệm cho mình cái công sức rất là nhiều, bởi vì mỗi cái khối công trình mình gặp á là nó lớn vô cùng và nó có hàng trăm phòng như vậy, mỗi phòng như vậy thì trừ ra những cái điển hình thì cũng vài chục phòng điển hình, cũng vài chục kiểu phòng, là mỗi phòng vậy là phải thống kê vật dụng đủ thứ hết trơn á, và cái chuyện mà nắm kéo từng cái rồi tạo ra từng cái rất là mệt. Mình dùng cái nắp này đây rồi, còn clip này thì nó đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người.